Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Hiện tại thì Thiên Định đang đi trên trục đường 30m tại cái trục gọi là trục chính tại phân khu San Ho dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Đây, bên trái của chúng ta là trường đại học VinUni này. Đấy, và bên phải của chúng ta là dãy San Ho 06 này. Thì hôm nay đây Thiên Định muốn review chia sẻ với quý chị chúng ta cái sự nhộn nhịp, cũng như là muốn giới thiệu với chị ta một căn trên trục đường này đang có nhu cầu bán. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà Thiên Định đánh giá là đang có dòng tiền rất là tốt. Tại vì sao? Hiện tại là nằm trên trục đường này, các cái nhà hàng kinh doanh ẩm thực rất là phong phú luôn. Đấy, ví dụ bây giờ chúng ta mà muốn ăn uống ấy, thì hầu như mọi người đều lựa chọn cái dãy trục San Ho 06 này. Tại vì sao? Là nó có nhiều các cái nhà hàng ẩm thực đấy, lựa chọn phong phú. Đây có cả quán bia ở đây là San Ho 2A này. Đây, khu này là khu thương mại dịch vụ 50 năm. Thì bên trong cái khu thương mại dịch vụ 50 năm này thì Định cũng đang có một số căn đang bán với giá rất là rẻ, chỉ tầm 9 tỷ đến 9 tỷ rưỡi thôi chị nhá. Đây, cái dãy từ bắt đầu từ đoạn này sẽ là San Ho 06 này, shop house này. Đầu tiên ở đây là chúng ta thấy là phở bò 88 này. Thì cô chị chúng ta có thể thấy được rằng là về cái vị trí của nó thì là đối diện với trường đại học VinUni. Thứ hai, nó là gần khu cao tầng. Đấy, cô chị nhìn xa xa là thấy khu cao tầng đúng không ạ? Thì cái dãy shop house San Ho 06 này ấy, thì diện tích của nó là 135m. Đấy. Xây dựng của nó là 67,7m² một sàn, và hướng của nó hướng Tây Nam cô chị nhá. Hướng Tây Nam. Mặt tiền của nó lên đến 9m. Ở đây thì hầu như là đã đang hoàn thiện, hầu như là có những căn đang kinh doanh và có một số căn này đang hoàn thiện, nhưng mà hầu như đã gần như hết rồi, chỉ còn một số căn thôi. Đấy, ở đây có quán ẩm thực Việt này. Đấy, rồi bò 88 này. Đấy, có chị nhìn không ạ? Đấy, rồi cơm Bảo Ngọc này, cơm gà này, nước ép này. Đây là quán ốc này. Cô chị nhìn bây giờ những cái con phố như San Ho 6 này khác gì những cái gọi là khu vực như chợ ở bên như tạ hiện đâu cô anh chị, đúng không ạ? Đấy, nó đông đúc như vậy luôn. Buổi tối là khu vực này nó mở nhạc rồi bật đèn sáng, nói chung là đẹp và nó đang cực kỳ sầm uất luôn. Đấy, và cái dãy phố này thì mình đang thấy là rất là tương lai, rất là tiềm năng của chị nhá. Và hiện tại thì cái mức giá thời điểm cao nó đã lên đến tầm khoảng 35-36 tỷ một căn nha chị nhá. Đây, ở đây bên phải chúng ta có những cái căn mà không kinh doanh, người ta ở, nhưng mà cái trục này mà không kinh doanh thì rất là phí, đúng không ạ? Đây, quán trà chanh này, phở gà này. Đây, quán ốc này. Ở đây cũng có những cái nhà hàng cao cấp như nhà hàng Nhật Bản này. Đấy, chị nhìn ạ. Bên phải của chúng ta đây là làm là phở Thìn. Đấy, một cái quán phở khá là nổi tiếng bên Lò Đúc, đúng không ạ? Phở Thìn đây, bên trái của chúng ta đây là cổng sau của trường đại học VinUni. Cổng sau, nhưng mà thực ra là bây giờ là hiện tại là cổng này là cái cổng đi chính nhá. Còn cái phía cổng trước thì đang bị đóng lại. Đấy. Còn đây là có quán chào quán này, quán này cũng là mới khai trương này. Đấy, của chị nhìn không ạ? Nằm trên trục đường này thì đoạn này có mấy gọi là bến xe buýt. Đối diện đây là cổng trường đại học VinUni. Đây có vựa hải sản nữa này. Đấy, rồi thẩm mỹ Hoàng Tuấn này, thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn này. Rồi nhà hàng Nhật Bản này. Đấy, cô chị nhìn không? Rất là sầm uất luôn nhá. Đấy. Ngay đây là cái trục này là cái trục gọi là xuyên tâm, gọi là giao cắt giữa cái trục đường 52m và trục đường 30m, và đi chúng ta đi thẳng sang là phân khu chung cư. Chính vì vậy mà cái khu vực này nó đông. Đây, ở bên góc là nhà hàng Nhật Bản này, cạnh đây là ngân hàng ACB này. Đấy. Thì chúng ta đi thẳng sang bên này là chúng ta sang cái khu cao tầng rồi. Đấy, chính vì vậy mà cái cư dân bên cao tầng rất là đông. Đấy, họ có thể đi xe điện, hoặc đi xe máy, hoặc là đi bộ sang bên đây, họ ăn uống bên này, bên San Ho 6. Kể cả là các cái bạn trẻ buổi tối là ra uống trà chanh, cà phê ở cái trục San Ho 06 này thì rất là sầm uất luôn nha mọi chị nha. Đấy, thì hiện tại thì Thiên Định đang có một căn gia chủ đang bán với giá rất là hợp lý luôn. Đấy, diện tích của nó là 135m². Đấy, diện tích đất là 135m², diện tích xây dựng là 68m² một sàn. Mặt tiền là 9m, anh chị nhá.
hướng Tây Nam, đối diện ngay với trường đại học Vinuni. Đấy, gần gọi là gần ngay với trường đại học và gần ngay khu cao tầng. Đấy, nó khá là vị trí khá là rất nhiều các cái ưu điểm nha quý chị nha. Rất nhiều các cái ưu điểm. Đấy. Và cái trục đường này thì hầu như là lúc nào cái lượng giao thông đi lại cũng tương đối nhiều nha quý chị nha. Đấy, đặc biệt là buổi chiều, chiều tối khi mà mọi người ăn trưa hoặc là buổi trưa khi mà mọi người đi ăn ấy, thì cái khu vực này, cái dọc trục bên này là rất là đông đúc. Đấy. Thì Thiên Định chia sẻ cái giá mà hiện tại chủ nhà đang bán với giá là 28 tỷ bao toàn bộ phí của chị nhá. Giá có thể là đàm phán được. Còn cái giá hiện tại chủ nhà đang đưa ra là 28 tỷ bao toàn bộ phí cho chúng ta. Đấy. Đây, bên phải là cổng trường đại học này. Chúng ta rẽ trái là chúng ta vào luôn gọi là vườn hoa trung tâm tại San Hô luôn. Đấy, chúng ta vừa kinh doanh này, cửa kinh doanh này, vườn hoa trung tâm có bể bơi. Đấy, đây chúng ta rẽ trái vào đây. Đây là trung tâm của dãy San Hô 06 nha. Đấy, thì chúng ta rẽ vào đây thì là trong đây là vườn hoa trung tâm luôn này. Đấy, chúng ta có thể thấy đây là vườn hoa trung tâm gồm có cả bể bơi này, sân tennis này, cầu lông này, bóng chuyền này, bóng rổ này, bể bơi ngoài trời. Đấy, trục này là trục San Hô 11 nha. Chạy thẳng là ra biển hồ. Đấy. Thì nếu anh chị chúng ta quan tâm đến dòng shop house San Hô 06 hoặc là Thiên Định đang có những cái căn mặt trong thì Thiên Định sẽ quay về review cũng như giới thiệu riêng cho anh chị. Đấy. Thì đây là một trong những cái sản phẩm shop house hiện tại đang là sầm uất nhất, thì anh chị chúng ta cân nhắc đầu tư nhé. Đấy, thì đây là sản phẩm mà Thiên Định thấy được rằng là nó có dòng tiền rất là tốt. Thì nếu anh chị chúng ta quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định, số điện thoại Thiên Định sẽ để trên thông tin video luôn, 0907 459 550. Xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video của Thiên Định. Hãy nhớ nút đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định nhé. Chị sẽ cố gắng quay chi tiết rất nhiều các sản phẩm, rất nhiều giới thiệu, rất nhiều các cái thông tin, các cái căn mà đang rẻ hợp lý trong thời điểm này. Cô như chúng ta có thể là cân nhắc và theo dõi thời điểm nào chúng ta thích hợp, chúng ta thấy mua và xuống tiền hợp lý thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định nhé. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị ta trong những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.